Khởi tố bắt tạm giam người chồng bạo hành vợ bầu 7 tháng ở Hải Dương. Ngày 24 tháng 5, Công an tỉnh Hải Dương cho biết cơ quan điều tra của Công an huyện Kim Thành đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội cố ý gây thương tích và tội hành hạ vợ đang mang bầu 7 tháng. Ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Văn Luân, Kim Xuyên, Yên Thành, Hải Dương để điều tra theo quy định. Theo kết luận giám định thương tật của người vợ xác định chị có 62 vết bỏng da, 143 vết xước da, bầm tím trên khắp cơ thể, vết da nhất lên tới 12 cm, tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể là 29%. Đình chỉ cô giáo mầm non tát bé trai 18 tháng tuổi 31 cái ở trong giờ ăn. Thông tin bé trai 18 tháng tuổi bị cô giáo mầm non Tuổi Ngọc, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đánh 31 cái trong giờ ăn trưa đã được công an phường An Bình xác nhận. Bà Nguyễn Thị Thảo, mẹ cháu bé cho biết đã làm đơn gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai và công an thành phố Biên Hòa trình báo vụ việc. Trường mầm non Tuổi Ngọc cũng đã có quyết định đình chỉ công tác kể từ ngày 18 tháng 5 đối với giáo viên Nguyễn Thị Bích Hường có hành vi đánh học sinh. Đề xuất bổ sung thêm nhóm đối tượng được tăng lương hưu trợ cấp. Trong dự thảo trình Chính phủ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã bổ sung thêm nhóm được điều chỉnh tăng lương hưu trợ cấp khi thêm nhóm người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng. Dự thảo đề xuất từ ngày 1 tháng 7 năm 2013 tăng lương thêm 12,5% với người đang nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng, tăng thêm 20,8% với người nhận lương hưu, trợ cấp hàng tháng chưa được tăng lương từ ngày 1 tháng 1 2012, nghỉ hưu sau ngày điều chỉnh tăng lương hưu gần nhất. Ban tổ chức Miss World Việt Nam, Miss Grand Việt Nam phản hồi vụ thí sinh bị đề nghị mua giải. Trưa 24 tháng 5, bà Phạm Kim Dung, trưởng ban tổ chức các cuộc thi như Miss World Việt Nam, Hoa hậu Thế giới Việt Nam cho biết, phía ekip đã nhận được báo cáo từ thí sinh của cuộc thi bị các đối tượng không trực thuộc ban tổ chức giả danh liên hệ và đưa ra những lời đề nghị vì việc mua bán giải, lời mời đi show can thiệp kết quả. Trưởng ban tổ chức khẳng định rằng tất cả những thông tin từ các đối tượng đó đều là lừa đảo, lợi dụng tâm lý căng thẳng của thí sinh và gia đình khi để thực hiện trục lợi. Chúng tôi khẳng định rằng không có bất kỳ ai có thể can thiệp vào bảng điểm của ban giám khảo hay kết quả trục cuộc.